Ngày 18 tháng 4, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh vừa phối hợp với Công an huyện Can Lộc, Công an thành phố Hà Tĩnh bắt giữ nghi phạm dùng búa cướp tiệm vàng trong đêm tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc. Trước đó vào khoảng 20 giờ 50 phút tối 17 tháng 4, tại tiệm vàng trên đường Nguyễn Thiếp, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc đã xảy ra vụ cướp táo tợn. Lợi dụng sơ hở của chủ tiệm, một người đàn ông mặc quần dài màu xanh, áo sơ mi màu trắng, đầu bịt kín, điều khiển ô tô chưa rõ biển kiểm soát, dừng trước cửa tiệm vàng, cầm búa đi vào đập vỡ kính, lấy đi một số vàng rồi lên xe bỏ chạy. Sự việc xảy ra quá nhanh nên chủ tiệm vàng chỉ kịp hô hoán. Khi đuổi theo ra ngoài thì nam thanh niên đã lên xe tẩu thoát. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, truy bắt đối tượng gây án. Quá trình điều tra, công an xác định Nguyễn Minh Toàn sinh năm 1994, trú tại thôn Hồng Hà, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh là nghi phạm trong vụ việc. Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an huyện Can Lộc và các đơn vị liên quan vây bắt nghi phạm Toàn. Khi đối tượng điều khiển ô tô chạy trốn ra khu vực gần sân bay thành phố Vinh, cách hiện trường gây án khoảng 35 km, lực lượng chức năng đã vận động nghi phạm Toàn ra đầu thú thành công. Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra dự báo về tình hình thời tiết trong dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch, tức ngày 18 tháng 4. Theo nhận định của cơ quan khí tượng, trong ngày nghỉ lễ, nắng ráo sẽ bao trùm khắp cả nước, thuận lợi cho người dân vui chơi, tham gia các hoạt động ngoài trời. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày Dỗ Tổ Hùng Vương, các khu vực trong cả nước duy trì tình trạng nắng nóng. Do chịu tác động của vùng thấp phía Tây và gió phơn nên khu vực Bắc Bộ có nắng nóng với mức nhiệt khoảng 35-37 độ C. Riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La có mức nhiệt khoảng 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ. Khu vực Trung Bộ thì chúng tôi nhận định là trong cái đoạn này thì khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Phú Yên sẽ xảy ra cái nắng nóng gay gắt với cái nhiệt độ cao từ 37-39 độ. Ở khu vực vùng núi phía Tây của các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi khả năng xuất hiện với nhiệt độ cao trên 40 độ, đó là khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Còn với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì chúng tôi cũng nhận định là trong cái dịp Dỗ Tổ Vua Hùng thì sẽ vẫn xảy ra cái nắng nóng với cái mức nhiệt ở khu vực Tây Nguyên phổ biến từ 35-37 độ, khu vực Nam Bộ thì nhiệt độ cao từ 35-38 độ. Ở thành phố Hồ Chí Minh trong cái giai đoạn nghỉ lễ Dỗ Tổ Vua Hùng nhiệt độ cũng cao ở khoảng 36-37 độ. Du khách cả nước về dâng hương tưởng niệm các vua Hùng tại khu di tích lịch sử đặc biệt quốc gia đền Hùng, Việt Trì, Phú Thọ trong ngày 18 tháng 4, phần nào cảm thấy thoải mái hơn khi buổi sáng trời mát, đến trưa tiết trời mới oi bức. Chúng tôi dự báo là khoảng vào chiều tối của cái ngày 18 tháng 4 cũng có khả năng xuất hiện cái mưa rông vào chiều và tối như vậy. Với cái xác suất mưa rông ở trong cái chiều và tối của ngày 18 tháng 4 và tức là ngày 10 tháng 3 khoảng trên 60%. Ở khu vực Việt Trì, Phú Thọ cũng như các tỉnh vùng núi Bắc Bộ. Cũng theo cơ quan khí tượng, nắng nóng tiếp tục kéo dài ở Bắc Bộ, Trung Bộ đến sau ngày 21 tháng 4, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ kéo dài đến hết tháng 4. Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, nắng nóng vẫn gay gắt, cộng thêm việc nguồn nước từ thượng nguồn thấp nên xâm nhập mặn vẫn tiếp tục xảy ra ở Tây Nam Bộ. Đặc biệt từ nay đến cuối tháng 5, khu vực Tây Nam Bộ còn diễn ra các đợt xâm nhập mặn tăng cao vào 23-28 tháng 4 và mùng 6-12 tháng 5. Tuy nhiên, hai đợt xâm nhập mặn lần này không cao bằng giai đoạn từ ngày mùng 8-14 tháng 4. Theo đó, nắng nóng vẫn gay gắt, lượng nước bốc hơi mạnh, nguồn từ thượng nguồn thấp nên xâm nhập mặn tiếp tục xảy ra tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Dự báo xâm nhập mặn mùa khô trên khu vực đã đạt đỉnh trong hai đợt xâm nhập mặn trong tháng 3 vừa qua, giảm chậm trong thời gian tới nhưng vẫn ở mức cao. Mặn còn xâm nhập lên xuống theo chiều nhưng không sâu hơn danh mặn sâu nhất trong tháng 3 năm 2024. Dự báo sang tháng 5 năm 2024, mặn mới giảm nhanh và qua tháng 6 xâm nhập mặn mới lùi xa về phía cửa sông. Tình trạng này diễn ra khiến cho nhiều tỉnh thành thiếu nước sinh hoạt, sản xuất. Một số tỉnh như Cà Mau, các sông, kênh, rạch đã khô kiệt, kèm theo là hiện tượng sụt lún, sạt lở đất. Xâm nhập mặn gay gắt nhất cũng xuất hiện tại các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre. Một người đàn ông ở thành phố Hồ Chí Minh đã vi phạm nồng độ cồn cho rằng anh chỉ nhấp môi khoảng nửa ly bia, nhưng khi đo nồng độ cồn, cảnh sát giao thông xác định ở mức 0,121mg trên 1 lít khí thở. Trường hợp này đã bị cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt 2,5 triệu đồng, tước bằng lái 7 tháng.
Đội Cảnh sát Giao thông Công an quận 1 lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trước số 141 Hoàng Sa, phường Tân Định và trong khoảng nửa tiếng lập chốt kiểm tra, đơn vị này đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Quá trình kiểm tra, Cảnh sát Giao thông quận 1 phát hiện người đàn ông 33 tuổi quê Tiền Giang có nồng độ cồn ở mức 0,121mg trên 1 lít khí thở. Và với lỗi vi phạm này, người đàn ông bị Cảnh sát Giao thông lập biên bản xử phạt 2,5 triệu đồng, tước bằng lái 7 tháng. Thời điểm bị kiểm tra, người đàn ông đang chở vợ về nhà ở thành phố Thủ Đức. Anh cũng phân trần bản thân chỉ nhấp môi bia trong suốt bữa tiệc và tổng số bia anh uống chỉ khoảng nửa cốc. Với mức phạt 2,5 triệu đồng, anh buồn bã cho biết là bằng nửa tháng lương của mình. Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành thông tư 09 sửa đổi quy chuẩn quốc gia về trạm dừng nghỉ đường bộ có hiệu lực từ ngày 5 tháng 10 năm 2024. Theo thông tư mới, trạm dừng nghỉ là công trình thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được xây dựng trên tuyến đường cao tốc, tuyến quốc lộ hoặc đường tỉnh để cung cấp các dịch vụ phục vụ người và phương tiện tham gia giao thông. Trạm dừng nghỉ phải có hệ thống điện phục vụ cho các trụ, thiết bị sạc điện cho xe ô tô điện, phải đảm bảo đồng bộ, hoàn chỉnh theo nhu cầu sử dụng và từng giai đoạn đầu tư. Thông tư cũng quy định rõ, các hạng mục công trình cơ bản của trạm dừng nghỉ được chia làm 3 nhóm, gồm các công trình dịch vụ công, cung cấp dịch vụ miễn phí, các công trình dịch vụ thương mại và các công trình bổ trợ. Các trạm dừng nghỉ bắt buộc phải có nơi cung cấp thông tin, khu vực ăn uống, giải khát, khu vực giới thiệu và bán hàng hóa, phòng trực cứu hộ, sơ cứu tai nạn giao thông, không gian nghỉ ngơi, khu vực có mái che và khu vực trồng cây xanh có ghế ngồi, khu vệ sinh, trạm cấp nhiên liệu, kết cấu mặt sân khu vực đỗ xe. Trạm dừng nghỉ loại 1 và 2 bắt buộc phải có trạm cung cấp nhiên liệu và khu kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện hoặc khu vực rửa xe. Đối với trạm loại 3 và 4, khuyến khích có hai hạng mục này. Liên quan đến vụ lúa và cây hoa màu ở hai thôn Tân Lễ A và Tân Lễ B, xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, có dấu hiệu chết hàng loạt khiến nhiều nông hộ rơi vào cảnh lao đao. Sở Tài nguyên Môi trường Bà Rịa Vũng Tàu đã vào cuộc xác định nguyên nhân ban đầu. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Bà Rịa Vũng Tàu, nguyên nhân gây nên tình trạng ô nhiễm nguồn nước tại suối Giao Kèo, nước để tưới cây trồng cho thôn Tân Lễ A và Tân Lễ B là do các hộ chăn nuôi xả chất thải trực tiếp ra suối. Sở này xác nhận, qua kết quả giám sát đã ghi nhận, khu vực phía dưới đập tràn tại thôn Tân Ninh, xã Châu Pha có một hộ nuôi bò ngay bên cạnh suối Giao Kèo. Toàn bộ chất thải đổ trực tiếp xuống suối gây ô nhiễm nguồn nước. Ngoài ra, tại khu vực xung quanh khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên, ngành chức năng cũng ghi nhận có hoạt động chăn nuôi thả bò gần suối Giao Kèo. Từ kết quả giám sát nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường Bà Rịa Vũng Tàu đề nghị UBND thị xã Phú Mỹ phối hợp chỉ đạo các phòng ban đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra xử lý dứt điểm hộ dân nuôi bò thải trực tiếp chất thải xuống suối Giao Kèo tại khu vực thôn Tân Ninh, xã Châu Pha, đồng thời rà soát dọc suối Giao Kèo để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp xả thải vào dòng suối.